Rất vui mừng được chào đón quý vị đến và quay trở lại đồng hành cùng Quân Số May Mắn. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình Tử Vi Quân Số May Mắn, chúc quý vị vạn sự lành, mọi điều hanh thông, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Vi Quân Số May Mắn chia sẻ đến quý vị là số tử vi có nội dung như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Cấp báo tin vui, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, bùng nổ tài lộc đúng tháng 6 âm lịch năm 2024, tiền về ầm ầm, phất mạnh, giàu sang như ý. Quý khán giả thân mến, giới tử vi có nói rằng, mỗi người sinh ra vào các giờ giấc khác nhau, ngày tháng khác nhau, thì nằm trong cung mệnh khác nhau và mang một lá số tử vi khác nhau. Người tuổi Giáp Thìn thường có tính cách chính trực, thẳng thắn, hết lòng vì công việc, nên sự nghiệp của họ thường thuận lợi và thành công. Người tuổi Giáp Thìn có cuộc đời khá mạnh mẽ về tiền tài, càng về sau càng làm ăn phát triển thịnh vượng. Vốn là những người thông minh, thấu hiểu thiên cơ, lại được trang bị kiến thức nên dù ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng làm ra tiền bạc và hoàn thành công việc được giao một cách xuất sắc. Đối với người tuổi Giáp Thìn làm kinh doanh buôn bán, tuy bận rộn, lo toan vất vả, song lộc đến khá lớn, vì tốt bụng, nhiệt tình, nên vận số cuộc đời luôn có quý nhân vây quanh và được trời ban cho nhiều điều tốt đẹp. Xem tử vi tuổi Giáp Thìn năm 2024, bản mệnh sẽ đương đầu với năm Hạn tuổi 61 và phạm trực thái tuế, nên vận trình sẽ gặp phải những khó khăn trong giai đoạn ban đầu. Nhưng may mắn được sao tốt chiếu mệnh và vận niên như hồi son tốt đẹp, nên vận trình trong năm ngày một hanh thông. Bản mệnh làm gì cũng được quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc bùng nổ, sức khỏe dồi dào. Nhìn chung, năm 2024 sẽ là một năm đáng nhớ đối với tuổi Giáp Thìn. Mọi cố gắng, nỗ lực của bản mệnh sẽ được đền đáp xứng đáng, mở ra một cuộc sống hậu vận giàu sang sung túc, vui tươi hưởng phước bên con cháu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn, sinh 1964 thân mến. Trong video ngày hôm nay, kênh Tử Vi rất hữu duyên được chia sẻ tới quý khán giả chi tiết về các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên gia đạo của bản mệnh tuổi Giáp Thìn, sinh 1964. Trong tháng 6 âm lịch 2024, trước khi đi vào nội dung chính, quý khán giả nhớ ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh miễn phí và ấn nút like, comment để kênh có thêm động lực làm những video hay hơn nữa nhé. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý khán giả cùng chú ý theo dõi. Quý bản mệnh tuổi Giáp Thìn thân mến, bản mệnh có bao giờ tự hỏi một người hùng thật sự và một kẻ hèn nhát có thật sự khác biệt hay không? Câu trả lời là không. Cả hai đều là con người, cả hai đều sợ chết, đều sợ thua, đều sợ thất bại. Có chăng người hùng sẽ lựa chọn làm điều cần phải làm, bất chấp nỗi sợ. Còn kẻ hèn nhát đơn giản là bỏ cuộc ngay ở thời điểm có chút sợ sệt trong tâm. Trong cuộc đời của một Giáp Thìn, bản mệnh từng có những thời điểm bản thân phải đưa ra lựa chọn như vậy là người hùng của chính mình, vượt qua nỗi sợ và làm điều đúng đắn, hay lựa chọn lời đi thuận theo số đông hoặc thuận theo cuộc đời, không làm cái điều mà mình cần phải làm. Ta đã bớt đi ngông cuồng của tuổi trẻ, nhưng lắm lúc đi kèm với nó là mòn đi cá tính của bản thân, từ khi nào trở thành kẻ sợ trước, sợ sau. Từ khi nào trở thành người chỉ biết mong muốn mà không dám thực hiện, cũng không biết nữa, mà cũng chẳng trách được, quá nhiều tổn thương, quá nhiều vần xoay, quá nhiều thua thiệt, quá nhiều ngang trái, dễ dàng bẻ gãy cái sự cương cứng của một con người, lại thêm giáp thêm, giờ không còn một mình để thỏa sức tăng bồng nữa mà trên vai có gánh trên lưng có nặng trong tâm. Có trách nhiệm cần tụ thành mà chu toàn, nhiều khi nên ngần ngại không dám, mạo hiểm cũng là lẽ thường tình của nhân sinh. Chỉ mong bản mệnh hiểu nếu bản mệnh không có cơ sở mà đi,
mạo hiểm đấy mới là ngu dại. Nếu bản mệnh có niềm tin mà dám cược bản thân để nỗ lực cho điều bản mệnh tin tưởng, thì đó là sự quyết đoán. Đừng chọn những thứ bản mệnh không hiểu hay những điều chỉ dựa vào may mắn. Hãy cứ tin vào chính mình. Làm việc thật chăm chỉ, học hỏi thật chuyên tâm, cần cù kỷ luật, thật chuyên chú. Chỉ cần vậy, bản mệnh sẽ làm được điều mình muốn mà thôi. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch. Can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là Thiên Khắc. Địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Xem tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đây sẽ là một tháng nhẹ nhàng với người tuổi Giáp Thìn. Mọi việc tuy chưa thực sự đột phá, nhưng vẫn tiến triển ổn định, chậm mà chắc, mọi việc nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Công việc thuận lợi, chỉ cần tuổi Giáp Thìn tập trung tinh thần, dành thời gian để làm việc gì thì cũng sẽ đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, cơ hội thăng tiến chưa rõ ràng, một vài mối quan hệ bạn bè xung quanh sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tới. Nếu được trao trọng trách, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp lúc ban đầu, tài vận trong tháng cũng có những khởi sắc nhất định, nhưng còn chậm, thu nhập tuy có những không tới mức xuất sắc, đầu tư kinh doanh vẫn phải thận trọng đưa ra sách lược, kế hoạch rõ ràng. Ngoài ra, bạn không nên phung phí mà hãy để đạt một khoản tiết kiệm riêng cho bản thân. Chuyện tình cảm bước vào ở trạng thái lý tưởng nhất, đào hoa chiếu mệnh, nhân duyên hưng vượng, người độc thân trở nên khá hấp dẫn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Cơ hội thoát ế đã đến, bản mệnh chủ động trong các mối quan hệ sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Gia vận thì hòa thuận, đầm ấm, trên dưới đoàn kết, về sức khỏe của bản mệnh khá ổn định. Chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể thao thường xuyên thì thể trạng luôn khỏe mạnh. Có điều âm sát hung tinh hoành hành, nhắc nhở bản mệnh đi đứng, lái xe cẩn thận, kẻo gặp tai nạn hoặc chính mình gây ra tai nạn. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, trong tháng 6 âm lịch. Theo dõi tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn thấy được rằng, phương diện sự nghiệp của con giáp này được các tinh chính ấn nâng đỡ, nên đã có những khởi sắc nhất định. Tuy nhiên vẫn chưa thực sự mạnh mẽ, nên vẫn cần cố gắng nhiều hơn. Trong tháng 6 âm lịch này, các kế hoạch công việc đều được tuổi Giáp Thìn hoàn thành gọn gẽ. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh. Chỉ cần bạn tập trung tinh thần, dành thời gian để làm thì việc gì cũng sẽ đạt kết quả tốt. Một số người may mắn hơn sẽ hoàn thành được mục tiêu cả ngắn và dài hạn của mình. Người làm công ăn lương dễ có cơ hội thăng tiến. Khi bạn thể hiện được năng lực cá nhân lẫn tài dẫn dắt đội nhóm trong công việc, trong tháng có thể mưu sự lớn bởi khả năng thành công cao. Tuy nhiên, bản mệnh làm gì cũng phải thận trọng từng chi tiết. Một vài mối quan hệ bạn bè xung quanh sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong khoảng thời gian tới. Tinh thần làm việc của bạn cũng được củng cố hơn trước, với lối tư duy nhạy bén, cộng thêm với phong cách làm việc chuyên nghiệp sẵn có. Đi đâu, làm gì bạn cũng được coi trọng, đề bạt đảm nhiệm trọng trách. Nếu được trao trọng trách ở một vị trí hoàn toàn mới hoặc đảm nhận nhiệm vụ mới, bạn có thể cảm thấy choáng ngợp ban đầu, nhưng với bản lĩnh của mình, cùng khả năng thích nghi tốt, những chú rồng sẽ sớm làm quen và phát huy được kỹ năng, giá trị của bản thân. Bên cạnh đó, Nguyệt lệnh lâm mộ cho thấy, đây còn là thời điểm thích hợp để bạn chăm chỉ học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức. Chờ đợi thời cơ đến là sẽ có một bước thẳng cấp cho sự nghiệp của bản thân. Với những người mới thay đổi công việc hoặc mới chân ướt, chân ráo đi làm, bạn cũng nhanh chóng tìm được chỗ đứng, khẳng định tài năng trong tập thể.
Có điều người thông minh phải luôn biết cách khiêm tốn, giữ đúng chừng mực. Bởi bạn có thể có giỏi giang tới đâu thì bạn cũng đừng tỏ vẻ ngạo mạn, kẻo mất lòng người khác. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 6 âm lịch, tài vận của người tuổi Giáp Thìn cũng có những khởi sắc nhất định, nhưng tiến triển vẫn còn chậm, thu nhập tuy có nhưng không tới mức xuất sắc, mặc dù doanh thu chưa đạt mức kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng nhẹ đáng để duy trì và phấn đấu. Tại thời điểm này, đầu tư kinh doanh vẫn phải thận trọng đưa ra sách lược, kế hoạch rõ ràng. Bạn không nên vội vã đẩy mạnh tốc độ hay đầu tư ồ ạt, làm gì cũng cần cân nhắc kỹ càng, kẻo sai một ly đi một dặm. Ngoài ra, chi tiêu trong tháng cũng không hề ít. Mức sống đắt đỏ khiến các khoản chi ba của bạn như muối bỏ biển. Bạn nên liệu cơm gắp mắm mà tùy cơ ứng biến, không nên phung phí. Hãy để ra một khoản tiết kiệm riêng cho bản thân. Nguyên lệnh Lâm Mổ có thể khiến con giáp này có những suy nghĩ mơ mộng, thiếu thực tế. Bạn chớ nên tin vào những lời dụ dỗ, chào mời làm giàu không mất tiền hay mất công sức. Muốn làm giàu bền vững, bạn cần dựa vào chính công sức lao động của mình. Ngoài ra, hung tinh âm sát cũng cảnh báo tuổi Giáp Thìn nên hết sức cẩn thận trong những công việc cần sử dụng tiền bạc, bởi xung quanh bạn không thiếu những kẻ tiểu nhân đang tìm cách ngăn trở, thấy lợi là lao vào ăn cướp của bạn. Chỉ cần bạn bất cẩn một chút thôi là sẽ để xảy ra lỗi lầm, để bạn phải dùng tiền của mình để khắc phục, sửa chữa. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 6 âm lịch, căn cứ tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn thấy rằng chuyện tình cảm của những chú rồng có dấu hiệu khởi sắc. Nhờ sự trợ giúp tích cực của Thái Mờ Cát Tinh này báo hiệu, nữ bệnh sẽ có lợi hơn cả với người độc thân. Đào hoa chiếu mệnh, nhân viên của bản mệnh thêm phần hưng vượng, bản mệnh trở nên nổi bật và có sức hút hơn với người xung quanh. Cũng bởi bạn đã có ý thức chăm chút hơn cho bản thân, sẽ có người đứng ra làm mai mối, giới thiệu đối tượng phù hợp với bạn. Bạn nên mở lòng để đón nhận người mới, tình cảm mới. Cơ hội thoát ế đã đến, bản mệnh hãy chủ động trong các mối quan hệ thì sẽ có những trải nghiệm vô cùng lãng mạn. Gia đạo thì hòa thuận, tình cảm của các thành viên rất nồng ấm, trên dưới đoàn kết một lòng, vợ chồng luôn kề cận, hỗ trợ và động viên nhau trong mọi việc. Mối quan hệ gia đình đầm ấm cũng tạo môi trường phát triển tốt và lành mạnh cho con cái. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 6 âm lịch, về phương diện sức khỏe, thể trạng của tuổi Giáp Thìn khá tốt, song bản mệnh cũng đừng vì thế mà chủ quan. Do ảnh hưởng của nguyệt lệnh Lâm Mộ, nên có thể đôi khi bạn vẫn cảm thấy căng thẳng vì những điều lo nghĩ vu vơ. Nhưng may mà với nền tảng sức khỏe tốt của mình, bạn vẫn có thể vượt qua và tiếp tục cố gắng trong cuộc sống thường ngày. Nên chú ý dưỡng sinh bằng thực phẩm và duy trì thói quen luyện tập thể thao thường xuyên thì cơ thể luôn khỏe mạnh. Có điều âm sát hung tinh hoành hành nhắc nhở bản mệnh nên đi đứng, lái xe cẩn thận kẻo gặp tai nạn hoặc chính mình gây ra tai nạn. Sau đây là phần cẩm nang vững vận cho con giáp tuổi Giáp Thìn sinh 1964, trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết: tháng 6 âm lịch là thời điểm thích hợp để bản mệnh chăm chỉ học hỏi, tích lũy thêm kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân mình, chuẩn bị những bước đà quan trọng cho thành công sắp tới. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Dần và tuổi Mùi, tiểu nhân là tuổi Hợi và tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu vàng và màu be. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là luận giải vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tử vi tuần 1 phần 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964. Tuần mới mang những nguồn năng lượng tích cực liên quan đến tinh thần và cảm xúc cho người tuổi Giáp Thìn. Hãy sẵn sàng vì sắp tới đây bạn sẽ đón nhận nhiều cơ hội xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp trong tình cảm lẫn công việc. Đào hoa nở rộ đối với tuổi Giáp Thìn trong tuần này,
khiến bạn ngại ngùng trong việc chọn ra ai là người tâm đầu ý hợp nhất với mình. Bạn nên ưu tiên lựa chọn về giá trị đạo đức, vì tiền bạc mà họ đang sở hữu không thực sự quyết định tương lai của hai người. Tiền bạc đổ về đầu tuần khá dồi dào nhờ sự che chở của thiên tài, nhưng ngay sau đó, sóng gió có thể ập đến, đòi hỏi bản mệnh phải hết sức thận trọng. Thế nên trong việc chi tiêu, dù là lúc nhiều tiền nhất cũng không nên lãng phí. Tuy nhiên, sức khỏe của tuổi Giáp Thìn thời gian này không tốt như bạn vẫn nghĩ, nhất là khi ngũ quỷ hung tinh có điểm tiểu nhân quấy phá gây hại cho sức khỏe của bạn, có thể gây ra chứng đau đầu hoặc khó ngủ. Xem tử vi tuần 2 phần 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, theo dõi vận trình tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, tại nơi làm việc, bản mệnh có thể được đánh giá cao hoặc thậm chí thăng chức, tăng lương thưởng. Bạn cũng toàn tâm toàn ý cho công việc, bởi khả năng tập trung của bạn cao hơn bao giờ hết. Vận trình tình cảm của tuổi Giáp Thìn tuần mới có nhiều dấu hiệu khả quan. Những thay đổi mang tính đột phá trong khía cạnh tình cảm đem lại niềm vui nhân đôi cho bạn. Để tránh áp lực hay stress do cường độ làm việc nặng, bạn nên dành chút thời gian để thiền, thư giãn, tạo năng lượng để tập trung tốt và hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đại hao xuất hiện trong tuần này cũng nhắc nhở tuổi Giáp Thìn cần kiểm soát lại việc tiêu dùng. Thế nhưng dường như bạn khó có thể kiềm hãm tốc độ chi tiền vì xem ra các khoản có vẻ là phải chi. Do đó bạn cần giảm một số chi phí khác, không nên chi số tiền quá lớn cho việc giải trí. Tử vi tuần 3 phần 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, bách việc cho thấy tuổi Giáp Thìn khá may mắn trong công việc và nổi trội ở một số lĩnh vực nhất định, nhưng vẫn gặp ít chông gai, cản trở trên con đường tương lai. Thật may mắn là bạn vẫn lạc quan và không lùi bước, sự nghiệp của bạn sẽ ổn định. Tuổi Giáp Thìn sẽ có khả năng làm chủ tình hình chung trong các cuộc họp, với kỹ năng chuyên môn xuất sắc và đưa ra một bản báo cáo chói sáng. Điều này sẽ gây ấn tượng với đồng nghiệp và sếp của bạn. May mắn là những người đang theo đuổi thành tích sẽ có bước tiến mới và hoàn thành suôn sẻ những nhiệm vụ quan trọng. Đầu tuần là thời điểm may mắn về tiền bạc của bản mệnh. Do có tam hội cục dẫn đường chỉ lối nên vận may về tiền bạc đang trên đà phát triển. Bản mệnh sẽ thu được về không ít tiền từ việc ngoại giao, xử lý lùm xùm những rắc rối với khách hàng cực khéo. Bên cạnh đó, người kinh doanh được khách thương nên số tiền thu về cũng tốt hơn hẳn so với tuần cũ. Chuyện tình duyên may mắn viên mãn. Người độc thân có thể chủ động mời người mình thích đến một quán cà phê đặc biệt trò chuyện để gần nhau hơn. Nhiều người cứ nói thật thà, thường thua thiệt nhưng với Giáp Thìn thì khác. Tuần này bạn vẫn sống rất bình an cùng sự chân thành của mình, mặc cho cuộc đời giả dối. Tử vi tuần 4 phần 6 âm lịch của tuổi Giáp Thìn sinh 1964, theo tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy tuổi Giáp Thìn sẽ có một tuần khá sáng lạng. Nhờ có thiên đức các tinh phù trợ, nên con đường công danh sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải cuối năm. Tuần này tử vi khuyên tuổi Giáp Thìn nên chú ý. Khi đi xe đạp hoặc lái ô tô, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo, nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Giáp Thìn là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều. Bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Cuối tuần là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất, nhờ tam hội cục nâng đỡ, mà trong khoảng thời gian này xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ. Họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ.
hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ kênh Tử Vi mà bản mệnh có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho tuổi Giáp Thìn sinh 1964, cụ thể như sau. Thứ nhất là tượng rồng phong thủy, tượng bản mệnh. Theo quan niệm phong thủy, rồng là linh vật có thể hóa giải sát khí, giải trừ tiểu nhân. Một trong các phương thức trấn trạch chủ yếu để tăng cường vận khí tích cực cho dương trạch là đặt tượng rồng ở hướng thanh long, nhờ đó giúp cân bằng âm dương, cải thiện sự khuyết thiếu về long mạch, loại bỏ thị phi, đưa lại sự hanh thông cho gia chủ. Đặc biệt rồng là linh vật hàng đầu trong tứ linh long, lân quy phụng, hội tụ sức mạnh tượng trưng cho thẩm quyền, vương quyền, đem đến tài lộc, sự thịnh vượng cho gia chủ. Thứ hai là tượng tỳ hưu phong thủy. Tỳ hưu lại là một linh thú có vẻ đầu lân thân gỗ, toàn thân được bao bọc bởi lớp vảy như rồng, trên đầu có sừng, lưng có cánh. Theo nhân văn truyền tụng, tỳ hưu có hai loại với tên gọi và ý nghĩa khác nhau. Thiên lộc đây là loại tỳ hưu có dáng vẻ uy phong, bụng và mông to, miệng rất rộng, trên đầu có hai sừng. Thức ăn chính của tỳ hưu thiên lộc là vàng bạc và châu báu. Ý nghĩa phong thủy của tỳ hưu thiên lộc là bảo vệ của cải, mang lại sự giàu sang cho gia chủ. Tỳ hưu tịch tà, đây là loại tỳ hưu có miệng luôn há rộng, vẻ ngoài luôn toát sự dữ tợn, trên đầu có duy nhất một sừng. Theo truyền thuyết, tỳ hưu tịch tà thường dùng sừng của mình để tấn công các loại yêu ma. Thức ăn của tịch tà chính là các sinh khí của ô mạnh. Tịch tà được xem là linh vật phong thủy mang ý nghĩa xua đuổi tà ma, mang lại sự bình an cho gia chủ. Thứ ba là tượng ngựa phong thủy. Theo các chuyên gia phong thủy, ngựa là biểu tượng của may mắn, tài lộc. Vì thế, đặt tượng ngựa mạ vàng trong nhà, phòng làm việc sẽ đem lại sự phát đạt trong kinh doanh, sự thăng tiến trong sự nghiệp. Vì vậy, không chỉ được các doanh nhân, nhà lãnh đạo săn đón, mà tượng ngựa phong thủy còn được nhiều người mua làm quà biếu cho những người bạn, cấp trên trong các dịp lễ Tết hay các dịp tân gia, khai trương cơ sở kinh doanh. Đặc biệt, tượng ngựa rất phù hợp với người tuổi Giáp Thìn, tượng khỉ phong thủy. Như chúng ta đã biết, tượng khỉ mang ý nghĩa phong hầu, tượng trưng cho người được thăng chức, bổ nhiệm, đường công danh có bước tiến lớn. Thứ tư là cốc ngậm tiền thìm thừ. Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết nên chọn tượng linh vật nào cho người tuổi Giáp Thìn, thì đây là gợi ý hoàn hảo, bởi gia chủ mệnh nào đều có thể đặt tượng thìm thừ trong nhà. Thìm thừ là một trong những lĩnh vực phong thủy hỗ trợ đắc lực cho gia chủ về mặt tiền bạc và phổ biến nhất hiện nay. Hầu hết chúng ta từng bắt gặp cốc ba chân ngậm tiền được bày trí tại các cửa hàng, cửa hiệu, gia đình chuyên kinh doanh buôn bán. Cốc có ba chân thượng ngậm đồng tiền vàng trong phong thủy. Thìm thừ là biểu tượng của tài lộc, vận may và sự giàu có. Quý khán giả thân mến, trong Đạo Đức Kinh Lão Tử viết, thiên đạo vô thân thương giữa thiện nhân, ý nói rằng đạo trời vô cùng công bằng, không hề thiên vị cho bất kỳ ai, nhưng trời thường hay giúp đỡ những người có lòng tốt, sống lương thiện. Lòng tốt là điều đẹp nhất trong bản chất con người. Nó có thể làm cho con người ấm lòng hơn vào thế giới tươi đẹp. Việc tốt là gì? Nó nằm ở lời nói và việc làm của mọi người. Một là nói những điều tốt đẹp hơn, lời nói tốt với người ấm hơn chăn bông mùa đông, lời nói tổn thương người ác hơn cả con dao hai lưỡi. Thứ hai là làm việc thiện không có hồi kết, không có giới hạn. Thiện từ trọng tâm, từ những thứ nhỏ nhặt nhất, người có lòng tốt trước sau cũng được hưởng phước lành trời ban cho,
không ngại gặp họa, vì luôn có tâm niệm mọi thứ xảy đến với mình đều có nguyên do của nó. Hoan hỷ chấp nhận, lòng tốt đem đến đâu cũng được mọi người hoan nghênh nhiệt liệt, không có ai tốt bụng mà bị hắt hủi hết. Khi lòng tốt của bạn lan tỏa ra thế giới này, thì giống như ánh mặt trời chiếu sáng trong mùa đông lạnh lẽo, cứu rỗi hàng vạn người. Quý vị thân mến, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung cấp báo tin vui, tuổi Giáp Thìn, sinh năm 1964, bùng nổ tài lộc, đúng tháng 6 âm lịch, năm 2024, tiền về ầm ầm, phất mạnh, giàu sang như ý. Từ đội ngũ biên tập chương trình, trong quá trình truyền đạt video, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm nhiều niềm vui và gặt hái thành công mỹ mãn trong cuộc sống. Tử vi con số may mắn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.